Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là gần 11 giờ trưa nha. Thời tiết hôm nay thì nắng rất là đẹp. Thì mình đang có mặt tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Vị trí mình đang đứng ở đây là tại cái khu vực chợ Gò Dúi hay là chợ Xuân Lộc. Thì trong video này mình sẽ lòng vòng mình quay cái cảnh quan hoa Tết tại chợ Xuân Lộc, cũng như cái cảnh quan chợ Xuân Lộc gửi đến cô chú anh chị và xem nha. Rồi giờ mình bắt đầu đây. Mình quay cái khu vực tiếp giáp với đường quốc lộ 1A này, đi qua trung tâm thì trung tâm xã Xuân Lộc. Ở đây thì có mấy cái gian hàng hoa được trưng ở đây, cũng khá là đẹp đây. Có vẻ cho đến ngày hôm nay là ngày 23 tháng Chạp rồi, mà tại khu vực hàng năm của cái chợ Xuân Lộc mình thấy là hoa rất ít, không biết lý do vì sao, có thể là trong 2-3 ngày tới không biết có còn hoa nữa hay không. Đây, bên đây là cúc đây. Chỉ có một số chậu cúc cũng khá là đẹp. Đây là hoa giấy. Đây, hoa giấy đây. Hoa giấy đây là một cái loại hoa giấy đa sắc màu này. Hiện giờ thì còn 11 giờ trưa cho nên là không có người đến đây dạo hoa nha. Có lẽ là vào buổi tối á, sáng sớm buổi tối rất là mát. Hỏi giấy không? Hơi buồn. Giờ Xuân Lộc ít người bán hoa quá, rất ít. Đây tiếp tục là cũng là cúc đó này. Còn trống trơn rất là nhiều. Có đèn ký coi nào không ạ? Có không? Có thiệt mấy lần. Bán được cây nào chưa? Được chậu này chưa? Đeo lấy Bình Định hay lấy đâu? Đồ Bình Định hôm nay mấy ảnh rên. Mấy bữa ra quay live bán cho mấy ảnh đi Hà Nội á. Do năm nay bé cá lạnh không dám lấy á. Hai nữa là mà mai đỡ lấy cho mình thì cũng không có. Hả? Mai lấy cho mình thì cũng không có. Ở đây là phải có Bình Định An Nhơn không? Ý là mai của Bình Định chứ mà mình lấy giờ ở mình khu vực mình bán nó ít có lắm. Ví dụ như nhà nó cứ 10 cây mình mua gom đâu cũng được. Nguyên lô. Mua chọn hả? Mua chọn chứ, mà lô ví dụ như mình nghe nói nó rỉ chứ mà nó đưa lên bãi là nó bán không được, mới rỉ cho mình. Xuống dưới vườn hả chứ? Xuống vườn hả chứ? Xuống vườn mua nó mới được. Mình mua bán lại mà xuống vườn hả chứ? Thì xuống vườn chứ. Tôi đi làng nào tôi không biết. Ở đây ta chọn mấy cái chậu đây mai đây mai dạo không ta? Mai dạo. Mai dạo. 2 cánh 8 cánh. Chứ ở đây mình bán mày cúc cũng khó bán. Có ra đèn tiền, khó bán. Cao tiền. Dạ. Mày lớn người đó, lô đó 3 triệu rưỡi. Cỡ về chơi ngon rồi. Cái đây dảo đi cánh đẹp to. Ở Quy Nhơn kia mà mai nó đưa tới cũng ít lắm. Tại vì nó đưa tới nó sợ bán không được. Sợ bán được. Cho nên nó không đưa. Mấy năm trước nó đưa nhiều. Nhà vườn ở mà Bình Định năm nay nó bán ít lắm. Ví dụ nhà đúng, ngàn đúng cây rồi. Nó bán 200 cây, 100 cây lắm á. Bán không được, không được. Nó nở lồi xồi quá. Mà ví dụ như bây giờ nó cho lửa thì cao quá thì dân nó do lúc đầu mấy anh hô cao quá. Hô thì cao luôn. Không phải. Nó do thời tiết lạnh nó dân vườn nó phải giảm lại. Nhưng mà bây giờ ngoài đây nó nở sùm, nó nở cũng như bạc ngàn luôn mà. Thì ly thì lấy tôi ra. Nó nở đó thì vậy mà mình đi dạo mình kiếm mai mà về bán khu vực mình thì cũng khó kiếm lắm. Ở đây nó vừa tầm mà vừa sai búp nữa là khó lắm. Tôi đi từ sáng 6 giờ sáng tôi đi ra đó, chiều sẩm tối tôi mới bóc về được năm chục chậu. Đây bữa năm lô đây 50, vừa lô kia chục là 60 này. Vừa bán mấy này cũng được. Bán gồm có mai rồi cúc, bông giấy hả? Ba loại. Cái bông giấy đó cái loại giống là ở đâu vậy chứ không? Cái này chở Bến Tre vậy mà. Ở miền Nam á chứ. Thấy nhiều màu. 25 triệu tiền xe. Nhiều màu nhiều sắc. Giấy không?
cái vòng giấy kia là 2 triệu nha, vòng giấy giấy Việt Nam ra. Đây nữa nè, vòng giấy đây nè, từng chậu chậu, có chậu to, chậu nhỏ. Đây, chậu to, chậu nhỏ nó tùy. Đây, những chậu này nhỏ hơn. Tiếp tục đây mai nữa nè. Mai, rồi cúc. Mình thấy chỉ có mai, cúc là chủ yếu. Những cái mai, cái lô mai này, những cái mai này, mai dảo nhìn nó cũng đẹp đấy. Rồi tiếp tục phải có cái lô cúc này. Lô cúc này quá đẹp không? Này vàng rực luôn. Đây là cúc chậu tầm tầm trung. Trung tầm nhỏ nhỏ thôi. Nhìn đẹp quá. Nhưng mà người vắng teo. Không có người. Đây. Nhỏ nhỏ nữa. Rồi mình đi vòng vòng vào phía trong chợ đấy. Đây là cái cảnh quan ở cái khu vực ở phía sau chợ này, chợ Xuân Lộc. Giờ trưa rồi nhìn thấy là người mua rất là ít ra, người mua rất là vắng, quá vắng luôn. Người bán phía trong rất là nhiều, bán là nhiều người mua ít. Mình đi ra phía trước đường rồi xem nó có nhộn nhịp hay không. Đây cái đường vào chợ phía sau này, đường này là cái đường chính, người dân người ta đi ra vào đây. Cái chợ cũ, chợ Gò Dúi. Không khí Tết thấy hơi trầm lắng. Đây là khu vực này, khu vực là chợ cũ, chợ Gò Dúi cũ xưa này, nằm ở đây. Giờ trở thành công viên. Đây nè, công viên nằm đây. Lên đến đây, lên đến đường quốc lộ này. Chợ Gò Dúi xưa nó lên, nó nằm sát cái đường quốc lộ này luôn nè, sát ở đây luôn. Trước đây là khu này là cũng buôn bán cũng rất là nhiều. Khu trước này hàng nhiều nằm trước này. Rồi và mình cũng xin kết thúc video này tại đây cho cô chú anh chị các bạn.